Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nào mọi người. Ngày hôm nay thì sau khi quyết định Khải chuyển về Côn Long Đảo nè, nên là Khải sẽ chuẩn bị ép cho mình một đôi giày thủy 4 dòng nha. Tìm cả server rồi, hiện tại cho đến bây giờ server đã mở ép đầu tiên là khoảng tầm gần 6 ngày rồi, nhưng mà hiện tại tìm foil tìm không ra đâu. Thì ngày hôm nay Khải tìm được cái foil đó là thủy, đôi giày thủy nè. Hôm trước là Khải ép được đôi cái đao nè, đao tóc 30, sát thương 39-86%. Thì Khải đang dự định là chuyển về Thiếu Lâm hoặc là Côn Long Đảo á, thì Khải đang tìm cho mình được đôi giày là 4 dòng nữa đó. Nói chung là theo anh em, chắc chắn anh em xem video là anh em bảo là sao không ép 5 dòng 6 dòng luôn, nhưng mà đây là câu trả lời cũng như là câu hỏi rất nhiều anh em hỏi trong video này. Nhưng mà thực sự là Khải tìm cả server là không ra nên mà thực sự là tìm được cái đôi giày này là rất ưng ý rồi em ơi. Cái đầu tiên là tóc này, chón này, sinh lực này, kháng hỏa này, thì Khải nghĩ là ưng ý rồi. Chứ còn thực sự là anh em nói sao không này nọ, thực sự là tìm không ra nữa mà, tìm không ra đầu server thì không ra. Ok, trước khi ép đôi giày thì Khải sẽ mở 12 rương thử như thế nào nha em ơi. Rồi vui rồi, 12 rương. Ô, cái cột hiện một là thấy ngon ăn rồi nè, ngon ăn rồi nè. Ok, cột hiện một là bù lỗ nè em ơi, 12 rương một rồi thì tốn khoảng tầm gần 2 kim. Nhưng mà ra cục hiện mọi thấy lời này mày, lời. Cục này là mở 10 cục này là lời này mày. Lời này. Luôn ngon. Luôn Lâm ơi, ra cục hiện một lời luôn Lâm ơi. 12 rương khui này, giống khui hàng này. Thủy rác. Chì họ 4 dòng. Giày kim 4 dòng. Bao tay kim. Áo nón thổ. Đủ một cái thổ 5 dòng má. Thủy. Vũ khí thổ 5 dòng bán những đường kim anh em ơi. Ok, tôi này không lỗ nha. Vũ khí họ 4 dòng nè, giày kim 4 dòng ok nè, ở tay kim rác nè, nón thổ 5 dòng nè, vũ khí thủy 2 dòng rác nè, vũ khí thủy 3 dòng rác ok. Được ngon rồi chứ, tính ra tôi này mở cái 11-12 rương ra đồ lời chứ không lỗ nha nè. Một cái hiện một không này được 3 kim rồi. Rồi. Một cây vũ khí là 5 dòng thổ nè, một cây một cái nón thổ 5 dòng nè, một cây vũ khí họ 4 dòng nè, giày kim 4 dòng ok, tôi ngon em ơi, tôi này ngon nè, không lỗ được, tăng lên hả, tăng tỷ lệ lên hả, ngon lành ngon lành luôn. Không có hình xui em ơi, tại gì hôm qua anh Lăng mở anh không biết hình xui à. Rồi ok, đẹp anh em ơi. Rồi bây giờ Khải sẽ để ép đôi giày thủy nha nam, ép đôi giày thủy 4 dòng cho anh em xem, ngon lành cành đào ngay, trời ơi quá đẹp quá tuyệt vời. Đúng rồi, đó ăn tất rồi mà, không phải tỷ lệ đâu. Anh thấy đâu, anh mở biết nhiều rương mà hôm nay là tính ra là ngon á. Rồi mua tiếp anh. Hiện một. Ok, ép thủy em, cái này vứt qua này. Biết đâu chừng dẫn may, ngoại may đang đến hả? Rồi giờ thì Khải sẽ ép đôi giày thủy nha nè. Khải ép 3 dòng thôi, tóc 40, chóng 40 và sinh lực 180 mà được rồi. 3 dòng hết khoảng tầm 10 kim rồi nè. Tầm 10 kim, đôi giày này ép khoảng tầm 10 kim. Rồi 6 dương hiện tinh không đã gần 6 kim rồi. Chưa tính thì tinh hiện tinh này nọ, ấn một này nọ nữa, cũng là ép lần này là gần sơ là gần 10 kim ấy. Rồi ok man, đến sẵn cho anh em xem like Discord anh em xem nha. Rồi ok, nó sẽ bỏ ra. Đầu tiên nó là đôi giày này, đôi giày thủy này. Bây giờ sẽ đi tìm foil nè, đi tìm foil ẩn này nọ rồi tiếp tục ép cho anh em xem nha. Con này bỏ không được rồi. Ngon là cái đạo ngay. Rồi ok anh em ơi, sau khi chuẩn bị được ít sơ thì bây giờ Khải sẽ đi rút và ép cho anh em xem nha. Đầu tiên Khải sẽ ép là tóc 40, chón 40 và sinh lực nha nè. Khải ép 3 dòng nha mọi người. Thì foil Khải đã sẵn rồi đây. Hiện 133 này. Rồi chón 30 này. Rồi cái này sinh lực này. Đó, ok. Khải rút đọc cho anh em xem nha. Yên mình sẽ rút. Rút này, nó lấy này. Tóc này. Hiện 1 này. Tình 3, từ lấy cái hình 3. Cái 6 dòng thì sẽ tốn 6 dòng tình 3 vậy nè. Tốn 6 dân tình 3. Tầm này ép đôi giày này tính sơ khoảng tầm tốn khoảng tầm mới có 3 dòng còn tốn khoảng tầm 10 kim nè mày. 10 kim. Lấy nè. Tình 3 nè. Hiệp 1 nè.
rực sáng bầu trời bay điện kinh mặt đào phú bay lái cả cho lái 5 phút dừng lại nè. Rồi phẩm xấu nè, tiếp tục hãy sẽ lái tiếp tục dùng chón thì lái hết một lần vậy nè. Ok anh ơi, sau khi khả thái xong hết tất cả hiện 1, hiện ẩn 2, ẩn 1 thì bây giờ chúng ta sẽ ép nha nè. Ở giày này Khải đang định ép lái luôn dòng căn hõm, hiện tại bây giờ thì Khải không có đủ hiện tin em ơi. Khải ép dòng dòng tóc trước nha nè. Tóc trước nha. Tóc nè. Hiện tin 3, lấy hiện tin 3. Rút nè, khảm nè. Tóc nè. Tình 3 nè. Bốn mươi nè mày, 40 nè, tiếp tục chón nè, tình 3 nè, một trong 40 nha nè, tiếp tục nè, vô sinh lực nè, đó, phải chỉ cần 3 dòng này thôi nè mày. Lực chắc đại thêm dòng nhờ. Cứ như cũ thôi, gì đâu. 109 nè. Đang thiếu cái duyên hiện tinh nữa nè mà, 185. Thiếu duyên hiện tinh nữa là lên cắn hỏ 225 nữa mà. Từ từ, nhiều ra được rồi nè mà. Khải đang cần là ở đây là 3 dòng được rồi. Cái đao này nè mà, đao kim nè. Chiên này với chiên kia. Ok, tao giờ hết hiện tinh rồi mà, bây giờ muốn ép thêm cái dòng kháng hỏa nữa mà hết hiện tinh rồi mà. Rồi ok, nói chung là thành công 3 dòng nha nè. Thì ít hôm Khải sẽ chuyển con long đao thì Khải sẽ mang là tóc một cái đao kim và một cái đôi giày chón ẩn một, tóc 40, sinh lực 185. Đó cho đơn giản là thôi nè. Rồi còn lại là áo thổ, hiện tại tất cả set đồ Khải cho anh em xem, cho anh em xem sơ qua thì đây. Set đồ con long đao đây nè mọi. Cho anh em xem cái bí mật chuẩn bị Khải đổi cho con long đao thì nói chung là cũng chuẩn bị đâu đó rồi. Này, đầu tiên là đôi giày này, đó, giày dòng 1 này. Vũ khí này. Khí này, rồi đến áo này. Áo này. Rồi nón này, đủ bộ nha nè. Bao tay này. Dòng bộ này. Đai này. Người ta kéo kéo cho anh em dễ hiểu nè. Đó, nón này. Đai này. Nhẫn này. Giày này. Rồi hiện tại bây giờ Khải sẽ có thể mang chỗ này là một con nhẫn, nhẫn kim hoặc là một nhẫn hỏa kháng hỏa dòng 1 vậy đó. Nhẫn kim hoặc là kháng hỏa dòng 1 đây. Nhẫn kim đây. Rồi nhẫn kim đây. Rồi. Hay là con nhẫn mộc cũng được. Thế này nay mang nhẫn mộc cũng được nè. Đây. Đây nè. Hiện tại á là đồ Khải là anh em cho anh em xem sơ qua. Đây, 80 chón 80 chậm nha mọi người. Một cái nón chón ổng một nè, sinh lực lực. Đó, một đôi giày chón ổng một sinh lực lực, sinh lực. Đó. Một cái đao tóc 30 sát thương 39. Một cái áo thổ. Kháng băng 17, sinh lực 92. Rồi, giá chiền kháng tất cả 11. Đó. Ok chưa? Đai lưng sinh lực lực làm chậm 40. Nhẫn sinh lực lực làm chậm 40. Và tay kháng lôi 20 sinh lực lực. Ngọc bội kháng lôi 24 sinh lực nội lực, hoặc là có thể mang ngọc bội đây sinh lực 114 kháng lôi 15 đó, bỏ bước ít kháng lôi nhưng mà sinh lực cao, nội lực cao đó, nói chung tùy đây. Rồi một cái nhẫn kháng lôi chỗ này nữa đó, kháng lôi là auto kháng lôi anh em ơi, một kháng lôi này, hai kháng lôi này, ba kháng lôi này, kháng lôi hơi bị nhiều đúng không ạ. Rồi chỗ này thì Khải có thể mang chỗ này là mình là một cái nhẫn họ kháng hỏa, thủy kháng hỏa đó, thủy kháng hỏa cũng được như nè, có cho mình thêm kháng hỏa. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong người Khải không có nhẫn kháng hỏa nào, không có nhận kháng hỏa nào đẹp. Rồi đơn giản là thôi, 80 chón 80 chậm cho năm. Nón này thì sẽ được gia truyền kích, và cái đao này thì sẽ được cái áo kích, áo này sẽ được đai lưng và nhẫn kích. Rồi đôi giày này sẽ được vũ khí kích, nhẫn này sẽ được vũ khí hạt nón kích, bao tay này sẽ được giày hạt giày kích, ngọc bội cũng được giày kích luôn đó. Nói chung sẽ đồ tương đối như vậy nha nè. Rồi sau anh em xem sơ sơ thôi, ít hôm Khải chuyển con đao cho anh em xem sơ qua nha. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho nó mày. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.